Phật dạy, đừng tuyệt vọng khi không có lối thoát. Trong kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được thanh tịnh giải thoát. Thứ nhất, tự mình là thiện trí thức, thân cận gần gũi thiện hữu trí thức để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác, tâm của mình cũng trở nên hung ác. Thí dụ, như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng lỗ mãng, đôi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu, trên cổ. Nếu nhịn hoài, cảm thấy thua lỗ, nên chửi lại cho huề. Ngay lúc đó, mình đã quá ra người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác tánh, hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm, còn gần người thiện lành học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc. Thứ hai, phải giữ gìn giới cấm, thâu nhiếp oai nghi, phòng hộ các căn. Dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng phải canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhất định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra mình còn phải thâu nhiếp lục căn khi tiếp xúc với lục trần. Đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Thứ ba, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, làm cho nó tăng trưởng. Điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Có nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ nên xem thường cái ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra cái thiện lớn. Thứ tư, không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí, vô ích, phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục trí túc, nói về giới, định, huệ, giải thoát, tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não, đau khổ là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương, còn người nọ thì đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, lại nói chuyện trong chùa. Ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa đến quý vị rằng, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy báng, lập bè kết đảng, chống đối thưa kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật đã nói, sư tử trùng thực, sư tử nhục. Có nghĩa là, con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết nó được. Cũng vậy, Đức Phật nói, đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hàng tứ chúng, tức là tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, tự quỷ diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới, chứ khi nó tới rồi thì mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa có nói, ai hay nói lỗi người khác thường bị mắc quả báo. Cho nên Đức Phật thương hết tất cả chúng sanh, cho dù người đó giữ giới hay phá giới, thiện hay ác, vì con đường đó ngày xưa Ngài đã từng đi qua. Những ai còn vướng mắc, đó là những chúng sanh đáng thương chứ không đáng ghét. Mình nói xấu người khác, người ta không mất gì, chính mình mất đi cái tâm thanh tịnh. Hơn nữa,
đến tai người ta lại sanh ra oán thù. Đối chọi hơn thua, sát phạt với nhau, nào có lợi ích gì? Nếu người tu không khéo vẫn bị như thường. Còn người nam ở không thì tụ tập kết bè đảng uống rượu cờ bạc. Hễ rượu vào là lời ra, cấu mâu quạo quọ, đấm đá lẫn nhau. Cho nên Thánh Hiền nói, nhàn cư vì bất thiện là vậy. Nếu như ai cũng nghe lời Phật dạy, giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh, gặp ai mình cũng khuyên nhắc lẫn nhau, cố gắng giữ giới. Vì giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác, đồng thời cũng là chiếc áo giáp thần hộ mệnh, làm cho thân tâm của mình được an tịnh, an lạc. Nếu lúc nào cũng đem chuyện đạo đức ra nói hết thì làm gì có phiền não khổ đau. Trong Kinh Pháp Cú, Phật từng dạy, phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chính gươm đau, chửi rủa mắng nhiếc nhau là cầm đau tự hại, không bàn luận thị phi, suốt đời được an vui. Thứ năm là quán thân bất tịnh. Quán 36 thể trược từ đầu đến chân đầy dẫy sự bất tịnh, nào là mồ hôi, nước mắt, nước mũi dãi, răng, ghèn, ráy, máu mủ, thịt, da, gân, xương, tim, gan, phèo phổi, phẫn, tiểu, hay là quán thân bầm tím, sình chướng, nứt nẻ, hôi thối, ruồi đậu kiến bu, dòi rút rỉa. Nhờ quán như thế mà tâm được thanh tịnh, xa lìa tham dục và ái nhiễm. Quý vị nên lưu ý, trong khi quán bất tịnh, lấy mình làm đề mục để quán. Thí dụ, mình đang nhiễm sắc mà đem một cô mỹ nữ ra để quán, thì vô tình làm tâm động thêm. Thứ sáu là quán tâm vô thường. Cái tâm nó luôn sanh diệt vô thường, biến ảo không dừng, do nhân duyên hợp lại. Nên có con mắt, có cảnh để thấy vậy thôi. Tâm không ở trong, không ở giữa, không ở ngoài. Nếu đủ duyên thì hợp lại, thấy biết, còn hết duyên là tan rã. Cũng như cái hộp quẹt, có được lửa là do các duyên hợp lại, nào là ga, đá, lửa, vân vân. Đủ duyên, bật lên là cháy, thả tay, hết duyên, liền tắt. Không thể chỉ có ở đâu được. Tâm cũng vậy, tạm gọi là tâm chân, tâm vọng mà thôi. Tâm chân là thấy biết tất cả mà không tham đắm, trụ chấp. Còn thấy biết nghe mà tham đắm, trụ chấp, đó là vọng tâm. Thứ bảy là quán pháp vô ngã. Quan sát thấy rõ các pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ. Nó muốn bệnh hay chết giờ nào thì mình không sao ngăn được. Thí dụ, thân bệnh cho là khổ, hết bệnh cho là vui. Thực ra khổ, vui, thường hay vô thường, tự tánh nó không có gì hết. Cho đến pháp của Phật cũng chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là thuyền bè để vượt qua sông mê. Pháp của Phật giống như lương dược, tùy bệnh mà cho thuốc. Vì chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương, có gì mà phải chấp tu thế này là đúng, thế kia là sai, cao thấp vân vân. Thứ tám là quán thọ thì khổ. Càng thọ nhiều càng khổ nhiều, cũng vì vô minh lầm chấp cho thân này là thật, nên mãi tìm đủ trăm phương ngàn kế để cầu ăn mặc tham đắm sắc dục. Những thứ ấy họ cho là vui sướng, nhưng họ nào biết rằng vui là gốc của sự khổ đau. Thí dụ, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải cực thân nhọc trí, việc ác gì cũng làm được, bất chấp thủ đoạn, miễn sao cho mình được dính thân phì da, của cải đầy rương, đầy tủ, ai khổ mặc kệ. Khi có của cải nhiều, lại sợ gian phi trộm cướp rình mò. Cho đến tâm dục, họ cho là vui sướng, nhưng trong cái vui ấy chứa đầy những thứ ghen tương, khổ não, phiền muộn. Chẳng qua là lấy khổ làm vui, vui trong sự khổ mà thôi. Cái vui ở thế gian
phù du tạm bợ. Phía sau của nó chứa đầy những thứ ưu bi khổ nạn. Cho nên người xưa có câu: vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Mong sao tập tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui. Thứ chín là quản sổ tức. Muốn cho tâm không tán loạn, phải theo dõi hơi thở vô ra. Thở ra biết mình thở ra, hít vô biết mình hít vô. Hít vô đếm 1, thở ra đếm 2, lần lượt đếm đến 10, rồi trở lại bắt đầu từ 1. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền, như vậy mà tâm không tán loạn. Nếu ai tu tịnh độ nương theo phương pháp này, niệm hồng danh Đức Phật Di Đà, đếm từ 1 đến 10 và trở lại bắt đầu từ 1, cứ như vậy luân lưu mãi mãi, mau được nhất tâm bấn loạn, giảng sanh cực lạc. Thứ 10 là tu tâm từ. Người nào tu tâm từ sẽ diệt được sân nhuế, thân tâm an lạc, người đời kính mến, chư thiên gia hộ, tà ma ngoại đạo, độc trùng, ác thú không thể hại được. Thức ngủ yên vui, diệt trừ oán nghiệp, oán thù từ giải. Muốn có tâm từ, chúng ta phải mở rộng lòng yêu thương tất cả chúng sanh. Gặp ai mình cũng khiêm hạ, lễ phép kính trọng, tận tình giúp đỡ, cả người lẫn vật một cách bình đẳng, vô tư, gọi đó là tâm của Bậc Thánh. Chính cái tâm bình đẳng này, nó sanh ra vô lượng công đức và diệt trừ tất cả phiền não, sân nhuế. 11 là tu vô thường tưởng. Đức Phật dạy, người nào tu vô thường tưởng, thời vì đó đắc được vô ngã tưởng, đoạn trừ hết ngã mạn. Có nghĩa là quán tất cả các pháp do duyên hòa hợp, không thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu cánh giải thoát niết bàn, bất sanh, bất diệt. Nói tóm lại, vạn pháp đều do tâm tạo. Phàm trong khi tác ý, muốn làm việc gì, cần phải lấy trí tuệ, tư duy phán xét. Nếu như việc nói năng hành động đem đến lợi ích cho mình và người, thì nỗ lực làm. Còn nếu đem đến thiệt hại cả hai, hoặc lợi mình hại người, thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí tuệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Muốn cho được thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần người thiện lành. Cố gắng giữ giới, phòng hộ các căn. Khi nói ra, phải như pháp mà nói lời đạo đức tích cực, làm việc thiện. Quán thân mình là dơ bẩn, vật chất là giả tạm. Tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc, trụ chấp, đó là tâm chân thường chân lạc, tự tại giải thoát. Đây là phương pháp nhiếp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Động tịnh khổ vui, những môi trường hoàn cảnh xung quanh chúng ta tốt hay xấu đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. Thứ tư, hoàn cảnh vô thường. Như quý vị cũng từng thấy và chứng kiến, không biết bao nhiêu những cảnh dinh nhục sang hèn, được mất hơn thua, cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là lâu đài xe cộ của cải vật chất đầy khó đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất, thiên tai, hỏa hoạn, bão tố lũ lụt, hay trải qua một cơn binh biến, cũng trở thành những đống tro tàn gạch vụn vùi sâu dưới lòng đất. Kìa là cung điện quý nga của Tần Thủy Hoàng, được xây bằng xương máu của nhân dân, mà giờ đây còn đâu. Nọ là thành cổ loa kiên cố, nay chỉ còn lại những ký ức xa mờ. Và còn biết bao nhiêu thành phố quy nga tráng lệ đã vùi sâu vào lòng đất hay dưới đại dương, khi trải qua một cơn động đất tàn phá, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh thảm khốc do loài người tàn bạo gây nên.
làm cho vô số sanh linh chết thảm. Những người còn lại sống sót phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Đói đau không thuốc khiến cho vợ xa lìa chồng, cha mẹ ly biệt con cháu. Kẻ ở góc biển, người cuối chân trời, bơ vơ trông chờ thương nhớ. Những điều đó thường xảy ra trên quả địa cầu này. Quý vị có nghe đài xem báo đã rõ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: tam giới vô an, du như hỏa trạch. Giống như ở trong nhà lửa, ngũ trược ác thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng vì một chút miếng mồi ngũ dục làm cho chúng sanh quên hết những khổ nạn đang bao vây bên mình. Quý vị nên nhớ là tất cả vật chất trên cõi đời này đều là vô thường, giả tạm. Vì của vốn năm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Năm nhà đó là giặc cướp lừa trái, nước trôi, con hư phá sản, nhà nước xung công. Nói đến đây tôi nhớ đến mẫu chuyện. Có ông trưởng giả nọ có bốn bà vợ. Bà thứ nhất coi ông như khúc ruột, nhất hô bà ứng, muốn cái gì có cái nấy. Bà thứ hai tuy địa vị không bằng bà thứ nhất, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên ông thì mới vui. Bà vợ thứ ba lâu lâu ông ta mới để ý tới. Còn bà vợ thứ tư, số phận hẩm hiu, không khi nào ông đoái hoài đến. Một hôm, ông trưởng giả lâm phải cơn bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bèn gọi bốn bà vợ tới. Ông nhìn bà vợ thứ nhất nói: anh có bốn vợ, em là người anh yêu thương nhất. Vậy khi nào anh chết, em hãy cùng anh qua thế giới bên kia, cho tròn câu sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Bà vợ thứ nhất nói: em biết tình của anh đối với em rất mặn nồng, nhưng chết là âm dương cách biệt, đường ai nấy đi, em không thể theo anh được. Bao nhiêu gửi gắm vào bà vợ thứ nhất, không ngờ bà trả lời như vậy. Ông trưởng giả buồn tủi ngước nhìn bà vợ thứ hai, ông hỏi: còn em thì sao? Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn: hằng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em, mà chị còn không chịu đi theo anh, thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa, em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào, em đi lấy chồng giờ đó. Ông trưởng giả nghe qua vô cùng buồn bã, bất mãn, chán nản, đau khổ, gượng nhìn bà vợ thứ ba, thấy bà vừa khóc vừa nói: anh đừng lo, khi nào anh chết, em sẽ lo ma chay, tuần thất, dỗ quải cho anh, chứ em không thể thực hiện được yêu cầu của anh. Ông trưởng giả tự nghĩ, suốt cuộc đời mình luôn hy sinh chịu đựng không biết bao nhiêu là gian lao cực khổ cho những người vợ. Bây giờ không ai đi theo mình mà còn có những hành động phũ phàng, giống ân bội nghĩa, thật đáng buồn cười cho thói đời đổi trắng thay đen. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt. Bà vợ thứ tư thấy vậy bèn nói: tuy hàng ngày anh không ngó ngàng gì tới em, nhưng em tình nguyện theo anh đến đâu là em đi tới đó. Không chỉ riêng ông trưởng giả đó có bốn bà vợ thôi đâu, mà trong tất cả chúng ta đều có sẵn bốn bà ấy. Bà thứ nhất chỉ cho thân mình: vừa đói đã ăn, vừa khát đã uống, vừa lạnh đã đắp, nực thì quạt liền, tìm đủ mọi cách cung phụng cho thân được đầy đủ tiện nghi, tha hồ hưởng thụ ngũ dục trên sự đau khổ của người khác. Nhưng khi chết rồi, nó vẫn trở thành thây ma, hôi thối trong nghĩa địa. Nếu đem đi thiêu, chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi. Bà vợ thứ hai là chỉ cho tiền tài của cải vật chất, khi còn sống, nó là của mình. Đến lúc chết, nó qua tay người khác, chứ nào có đem theo được gì đâu. Cho nên bà ta nói: anh chết giờ nào, em đi lấy chồng giờ đó là vậy. Bà vợ thứ ba chỉ cho thân bằng quyến thuộc: dầu họ có thương mình lắm,
là lo ma chay tuần thất dỗ quẩy, khóc lóc kể lễ tiễn đưa quan tài tới quyệt mồ hay lò thiêu là cùng, chứ không ai dạy gì mà chết theo. Bà vợ thứ tư là chỉ cho những nghiệp lành hay dữ trong đời bình sinh của mình. Có nhiều khi vì vợ, vì con hay thân bằng quyến thuộc mà tạo không biết bao nhiêu lỗi lầm. Ăn thì chung, tội thì lãnh riêng. Kinh Địa Tạng cũng dạy, tội mình làm thì tự gánh lấy, không ai thay thế được cả. Vậy mà chẳng có mấy ai thức tỉnh, cứ đắm mình trong tình tiền danh lợi. Vì quá tham lam, con người tìm đủ trăm phương ngàn kế đem ra thi thố, tranh danh đoạt lợi, giành giật từng chén cơm manh áo, tranh nhau từng tấc đất, cực lực đấu đá với nhau, cho đến chín sống mười chết, tha hồ hốt của phi nghĩa. Nhưng họ lại quên rằng tất cả ai rồi cũng sẽ chết, hãy có rồi lại không, hôm nay của mình ngày mai qua tay kẻ khác. Thế mà có người ý mình giàu có, mua quan bán chức, nghinh ngang hống hách, đàn áp bóc lột, sống xa qua kiêu kỳ trên xương máu mồ hôi nước mắt của người khác, cho rằng như thế là hay là giỏi. Nhưng họ đâu có ngờ rằng chỉ cần sa cơ thất thế là phải lâm vào hoàn cảnh tù đày hoặc tử hình hay là tha phương cầu thực. Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy, tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc cha mẹ nhiều đời, chết rồi sanh trở lại trong lục đạo. Nếu chúng ta giết hại hoặc hơn thua, tức là sát phạt tranh giành với người thân trong quá khứ của mình, chứ không ai xa lạ. Kinh Báo Hiếu, Phật lại đóng xương khô để tưởng niệm lục thân quá khứ. Ngài đã từng tuyên bố, tất cả người nam là cha của ta, người nữ là mẹ của ta, từ đó mà sanh ra. Như thế để cho chúng ta thấy được lẽ đó mà mở rộng lòng từ bi đối xử với tất cả chúng sanh. Nếu không, mình sẽ trở thành kẻ cuồng si độc ác, sát hại người thân trong quá khứ, dung bồi cho người thân hiện tại, thật là tội lỗi và vô nghĩa. Đó là điều lầm lẫn do thiếu trí tuệ mà ra. Con người vì lòng tham vô bờ bến, mong cầu đủ thứ, nào là giàu sang quyền chức, vua chúa, vợ đẹp con ngoan, mọi sự như ý, khổ cực tìm cầu không được, thì bực tức ưu phiền. Nếu có được đi chăng nữa, đến khi mất lại càng khổ thêm. Cũng chính vì danh lợi tình làm cho con người phải điêu đứng, đảo điên, khổ sở, thất vọng, đến nỗi phải nguyên sinh. Như tôi thấy thỉnh thoảng, có người đem vong vô chùa, hỏi ra mới biết chết vì thất tình. Mình nghĩ thế gian bộ hết người rồi hay sao, mà lại dại dột đến thế. Nhưng khi xem kinh mới hiểu, chẳng qua họ chết là vì kiếp trước đã từng làm cho người ta khổ lụy chết thảm. Bây giờ tự nhiên nghiệp thức khiến cho họ tự nghĩ, nếu không sống chung với người đó thì chết, chứ không ai thay thế được, vì nhân nào quả nấy, đành rằng chẳng sai. Tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Bạn phụ tình, bạn nghĩ thế sao? Bởi vậy, cổ đức than rằng, hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến chết, chúng khiêng quan tài. Nhắm mắt, cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rài hầu non. Chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiến cảnh lên rài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới thấy gớm ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Để đánh thức người đời, trong kinh Pháp Cú có dạy, khi Đức Phật ngự tại nước Sáp Vệ, trong thành có một ông già dòng Bà La Môn, đã 80 tuổi, nhà giàu, của cải vô số. Nhưng ông ta thuộc hạng người khó độ, chẳng biết gì đạo đức, cứ mãi tạo nhiều điều bất thiện, không biết lo cơn vô thường
mà chỉ biết lo làm nhà cho đẹp, tạo tác đủ thứ, nào là nhà trước cửa sau, nào là lầu mát nhà ấm, nào là nhà đông nhà tây, hai hàng dài có chừng vài chục nóc. Nhưng chỉ có cái nhà trước và nhà sau còn cách nhau chưa liền. Mỗi khi đi lên xuống thường bị mưa nắng bất tiện, nên ông đích thân ra chỉ huy cho chúng thợ làm. Bây giờ Đức Phật dùng đạo nhãn xem thấy ông già này không còn mấy hôm nữa sẽ bị tận mạng. Thế mà ông nào có tự biết gì đâu, nên cứ loay hoay nhọc sức, không lợi ích gì cho đời sau, thật là đáng thương. Đức Phật với A Nan, hai thầy trò cùng đi đến tận nhà, vui vẻ hỏi ông rằng: "Ông lão làm gì đó? Có nhọc mỏi không? Già nay còn cất nhà này nữa chi thế?" Ông đáp và giải thích: "Nhà trước để tiếp khách, nhà sau để tự ở. Hai dãy đông tây cho con cháu tôi tớ ở và để của cải. Mùa hè nóng bức, thượng lên lầu cao cho mát. Mùa đông lạnh lẽo, xuống nhà kín cho ấm. Ngài đã hiểu hết chưa?" Đức Phật bảo: "Ta nghe danh ông đã lâu, muốn gặp nhau để đàm luận cho vui. Nay ta sẵn có một bài kệ khẩn yếu. Kệ này có ích cho những lúc an lành hay bất hạnh. Giờ đây muốn tặng cho ông, vậy nên nghỉ tay rồi cùng ngồi, ta đọc cho ông nghe được không?" Ông đáp: "Tôi đang bận việc lắm, nên không thể ngồi đàm luận được. Mai mốt nếu ngài đến thời hay biết bao. Nếu bài kệ khẩn yếu thì ngài cứ việc đọc, tôi vừa làm vừa nghe cũng được." Đức Phật phải chiều lòng đọc kệ: "Có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta. Con của đâu có thật, cao sang sẽ xa cơ, của cải hợp rồi tan. Tài sản nhiều đến đâu, không tránh khỏi già chết. Người ngu không lo trước, chẳng biết tai quà đến. Ngu tự xưng là trí, ấy thật là rất ngu." Ông già bạc phước ấy khen ngợi: "Ngài thuyết kệ hay thật, nhưng nay bận quá. Ngày mai ngài đến chúng ta sẽ cùng bàn luận thì hơn." Thế là Đức Phật thương hại cho ông ta rồi đi. Đức Phật vừa đi không xa, ông già tự tay đưa cây lên cho thợ làm. Chẳng may bị sẩy tay, cây rơi xuống đánh vỡ đầu chết ngay tức khắc. Người nhà la khóc vang dội, động cả xóm làng. Đức Phật đi chưa bao xa thì xảy ra tai biến này. Ngài đi đến một làng khác, vừa gặp 10 người phạm chí. Họ hỏi ngài đi đâu vậy? Phật đáp: "Ta đi đến nhà ông già ở làng kia với mục đích để thuyết pháp, nhưng ông không tin và cũng không biết tai biến vô thường. Ta vừa đi thì ông ấy đã chết vì cây rơi trúng." Rồi Phật lại vì các ông phạm chí thuật lại ý nghĩa bài kệ mà ngài vừa mới đọc cho ông già kia nghe khi nãy. Khi nghe xong, phạm chí vui mừng hớn hở, đều được thấy dấu vết của đạo. Liền đó, Đức Phật thuyết một bài kệ khác cho mấy ông nghe: "Ngũ ám gần người trí, như bầu chứa hương vị, chứa đựng tuy đã lâu mà chẳng biết được mùi. Sáng suốt gần người trí, như lưỡi nếm mùi vị, khi đưa đến chót lưỡi thì liền biết vị gì. Người ngu lo tạo tác, vì thân chuốc tai họa, cam lòng làm việc ác, tự gây ra tội nặng. Khi ăn năn đã muộn, dầu cho có khóc than, nào có ích lợi gì. Thân ác nghiệp gây rồi, trả báo do nhân gieo, phải chịu quả đắng cay." Các ông phạm chí được hân hạnh nghe bài kệ này, lòng tin càng bền vững, vui mừng làm lễ phụng hành. Cổ đức cũng dạy: "Thương mấy người, đời không giận không.
ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ rồi cũng chết, danh lợi giàu sang rốt cũng không. Trăm khéo trăm khôn tuồng giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng hoàn không. Suốt đời lo lắng gây cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay không vẫn không. Ngẫm lại, từ cổ chí kim, danh vọng vật chất có gì tồn tại mà phải lao tâm nhọc sức gây ra nhiều nghiệp ác như núi Thái Sơn để tiếng nhơ lưu hậu thế. Ôi dòng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vô lượng kiếp. Xã hội càng văn minh, khóa lợi cùng danh càng siết chặt. Vì thế, người đời cả sang lẫn hèn, chẳng có mấy ai tự tại an vui. Muốn khỏi bị danh lợi xiềng trói, ta cho nên tham muốn nó. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát, khuyên chúng sanh ít ham muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham lam, keo kiệt, bỏng sẻn. Nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí, thuở Phật còn sanh tiền, một hôm tín nữ Sumana sớt bát cúng dường tam bảo xong, liền đến đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thường sớt bát cúng dường và bố thí, những việc làm đó kết quả của nó như thế nào, xin Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo: Này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí cho đến sau cùng đều khởi tâm quan hỷ, thời phước đức ấy quả thực vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả Bồ Đề, thời sau khi chết sanh trở lại vào nhà tôn quý, xuất gia được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ, và chẳng bao lâu đắc được đạo quả Bồ Đề. Trong kinh A Hàm, Phật dạy: Nếu người nào thường phát tâm bố thí cúng dường như lời Phật dạy, người đó khi đi đứng nằm ngồi, phước đức thường sanh không dứt. Như chuyện ông Cấp Cô Độc xây cất tịnh xá Kỳ Viên chưa xong mà cung trời đã kiến tạo dành sẵn cho ông rồi. Chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Thuở xưa, Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, ma dương đến quấy nhiễu đủ mọi cách, nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm Ngài. Ma dương hỏi Phật: Sao Ngài không ở hoàng cung để hưởng những lạc thú, tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này? Nào rắn rết, hổ beo, ma quỷ, Ngài không sợ sao? Phật từ tốn bảo: Có gì mà phải lo sợ? Ma dương nói: Ngài lấy chi để bảo vệ? Phật đáp: Chính cái phước đức nó tự bảo vệ ta. Ma dương không sao làm lung lạc được lòng Ngài, liền biến mất. Phật bảo: Người nào có phước đức tự nhiên, tâm minh, trí sáng, nói làm cầu mong việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó, cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chuốc quà vào thân. Ông bà mình thường bảo: Có đức không sức mà ăn. Vì thế, chúng ta nên cố gắng dung bồi phước đức cho mai sau, nếu không thì hưởng hết phước thì nguy. Muốn cho sự bố thí cúng dường được kết quả tốt đẹp, phải thực hành bố thí ba la mật là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí. Nếu ta chấp vào sự bố thí cúng dường thì dễ sanh tâm phiền muộn, bực tức khi họ không làm vừa ý mình, từ đó sanh ra hủy báng, tự mình diệt hết phước đức. Như chuyện bà Thanh Đề cúng dường cho chư tăng mà không được tiếp đón nồng hậu, liền sanh tâm độc ác, lấy thịt chó trộn làm bánh cho các thầy tu ăn, nên mới bị đọa vào cảnh ngạ quỷ. Do đó, khi bố thí,
vì lòng từ làm cho chúng sanh an lạc, mà mình không mong cầu gì hết. Cái tâm đó nó rộng lớn như hư không, chẳng so lường được. Còn nếu như tính toán so đo thì phước đức bị hạn chế, không khéo sanh ra tội lỗi, mất hết tất cả phước lành. Có nhiều người nghèo quá, tôi khuyên bố thí để chuyển hóa cái nghiệp của mình. Họ lại trả lời rằng, con nghèo quá, lấy cái gì để cho? Tôi nói, quý vị nghèo lắm cũng như hai vợ chồng đàn nị già, chỉ có một cái chăn để đi xin ăn, mà còn dám cúng dường cho một vị tỳ kheo đem về tịnh xá. Đức Phật Tỳ Bà Thi bảo đem lại cho ngài. Phật đưa cái chăn lên tuyên bố, trong đại hội cúng dường hôm nay, người cúng dường cái chăn này là phước lớn hơn hết. Tất cả đại hội ai nấy đều lấy làm lạ hỏi Phật, nguyên do tại sao? Phật nói, vật tuy khinh mà trọng ở chỗ tâm chí thành. Rồi Phật thuật lại cảnh khốn khổ của vợ chồng đàn nỉ già. Ai nghe qua cũng đều cảm động, đem tiền của đến giúp đỡ. Nhờ căn lành đó mà 91 kiếp liên tục được sanh vào nhà tôn quý, gặp Phật Thích Ca xuất gia tu hành đắc đạo. Thứ hai là chuyện ông Khưu Trường Xuân số chết đói, nhưng nhờ lấy thân mình cõng người qua dòng suối Bàn Khê suốt 6 năm, tiếng tốt đó đồn đến tai vua, liền cho người rước ngài về phong làm quốc sư. Cho nên thế gian dùng tướng, Phật dùng tâm, chứ không phải vật nhiều hay ít. Vì thế có câu, kiếp trước chẳng thí mới chịu nghèo, bây giờ khổ não nó đeo theo. Người sau của cải càng dữ dã, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Hay là giúp người đừng mong trả ơn, hảo tâm bố thí liên tòa được lên. Phật dạy, trong các thí, pháp thí là bố thí bất tử. Phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền. Thật đúng như lời Phật dạy, nhờ học giáo lý, mình mới biết cách tu hành rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát dòng sanh tử. Nên ngài nói, chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp. Vì pháp có công năng diệt trừ phiền não, cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết, từ đó sanh ra phước lộc, làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Nhưng ít ai nghĩ đến, cứ mãi đam mê ra vào chốn lợi danh. Có lúc xem kinh được vài câu, liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua. Thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào. Chính vì xem thường lời Phật dạy, nên từ trong gia đình đến xã hội xảy ra lắm cảnh thảm họa thương tâm, thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại vong. Để tránh những tai họa đó, quý vị nên cố gắng nghe kinh nghe pháp và truyền trao cho người xung quanh để họ biết cách tu hành hóa giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị, khi có kinh sách hoặc băng giảng, nên cho người khác nghe xem. Nếu không, để lâu cũng hư mà không sanh được phước, lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như truyện ngày Bàn Đặt, Phật dạy chỉ có hai chữ chổi quét, mà ngài không nhớ cũng do dấu pháp mà ra. Giả lại, vô thường đâu có định ngày. Nếu cứ mãi chất chứa, dù có kho vàng núi bạc, quan quyền vua chúa, cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì ngoài hai chữ tội và phước. Ôi, tham tất cả rồi cũng mất tất cả. Nhưng có một điều quý vị nên lưu ý là khi đưa kinh hoặc băng cho người khác xem nghe, cần phải xét coi có phù hợp tinh thần giáo lý của Đức Phật hay không. Vì có nhiều người nói, không có thiên đường địa ngục, Tây Phương Tịnh Độ, tất cả đều ở thế gian. Họ nói, khoa học ngày nay
phóng phi thuyền lên cung trăng sao Hỏa, chẳng thấy một vị tiên nào, và thăm dò trái đất cũng không thấy địa ngục ở đâu. Như chúng ta thấy, không gian vô tận, có vô số vì sao. Khoa học ngày nay đi đến mấy cái rồi mà vội vàng cho là không có. Đó chẳng khác nào lấy trí phàm phu mà so lường bậc thánh. Vì trong kinh Đức Phật có nói, lý kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Có nghĩa là Phật nói, có nhiều thiên đường địa ngục, tây phương tịnh độ mà họ cho là không có, tức là ma rồi. Có nhiều người nói rất là hay, thường đem giáo lý Đại Thừa Bát Nhã ra, nói cái gì cũng là không, cho nên chẳng cần lễ bái tụng kinh niệm Phật. Nhưng chúng ta đã thấy trong kinh Pháp Hoa, tiền thân của Đức Phật là Thường Bất Kinh Bồ Tát. Gặp ai, Ngài cũng kính trọng lễ bái. Còn ta là phàm phu mà lại có thường sự lễ bái, tụng kinh, niệm Phật hay sao? Nếu không có tướng thì làm gì có tánh? Trong khi kinh Kim Cang, Đức Phật dạy tu Bồ Đề, phàm là cái gì có hình tướng đều là giả dối, để cho chúng sanh đừng chính mắc vào đó trong lúc tu hành, chứ không phải bỏ hết các hạnh lành. Vì thế, Phật nhấn mạnh rằng, nếu người nào chẳng giữ giới, thì sẽ không thành tựu được định huệ và giải thoát. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng cũng từng dạy, miệng nói tiếng không, nhân ngã ba độc, tức là tham sân si, chất chồng, sảnh tâm ngạo mạn, tham lam bỏng sản. Nói về lòng tham của con người, hiền nhân có than rằng, của trần chớ bận lòng tham, từ lâu tham nó đâu làm chi nên. Tham vốn là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sanh linh. Tham danh, tham lợi, tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toan lo giữ, rủi mất đi sanh sự buồn rầu, trong lòng cứ rạo rực luôn. Phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian, kế sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ách hoành hành, do lòng tham đắm nảy sinh phần nhiều. Vậy ráng bỏ, đừng chịu nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả, lòng nguyện không gây. Ngày xưa có một nhà hiền triết bảo con cháu, khi ông chết, ghi trên bia mộ của ông câu thế này: đến đây tôi chỉ còn lại những gì tôi cho. Khổng Tử cũng nói: thế thượng vạn ban đô thị giả, nhân sanh đạo thức quả duy chơn. Có nghĩa là vạn vật trên cõi đời này đều là vô thường giả tạm, duy có đạo đức mới là trường cửu. Phật dạy ở đời có bốn điều hãy luôn luôn ghi nhớ: im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Đức Phật đã dạy rằng im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Sống trong đời, ai làm được những điều dưới đây thì cuộc sống sẽ viên mãn. Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh, dối trá, mà hãy sống chân thật với nhau. Đừng để hậu giận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm. Là người, đừng bao giờ ước có một cuộc sống quá êm đềm, bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn vị đắng cay tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng níu kéo. Những thứ của mình thì hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hơi hợp đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông.
Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy dù có, cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn, đừng có tỏ ra thanh cao. Thứ nhất, đừng nói những lời qua mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế. Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lọc lừa. Mỗi người có một số phận riêng. Thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói đức năng thắng số quả không sai. Người kiên định phúc đức chắc chắn họ sẽ vẫn bình yên thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức. Chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tròn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình. Thứ hai, im lặng làm vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khổ nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương và xấu hổ đến như thế nào. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất. Không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi người bị sỉ nhục và chỉ trích là chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại, mắng chửi
cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phím trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên, khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ, cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp, thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà dội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này, rất cần những lời khen. Nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng, để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra, còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên, sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm, thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ, bỏ qua. Có những con đường không thể không đi, thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời, thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa, thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh, nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thực, giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách. Con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn,
lúc dậy già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi quá độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp, mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm, hàng tính cam chịu nỗi khổ nhục, chui hán. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được, nhìn sự phiền thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi vạn kiếp. Gia diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu. Nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân quán hết thì đường ai nấy bước. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Một chút tình quê. Người tha hương lâu ngày, ai mà chẳng nhớ về quê hương mình bằng những hoài niệm và cảm thức của thời gian. Như ta vẫn thấy những thành phố lớn mỗi ngày như một thêm đông và luôn như là điểm hẹn của dòng người tứ xứ, hàng ngày chen chúc và bươn chải trong dòng đời ấy. Người xa quê lắm lúc tưởng như mình lọt thỏm giữa phố phường, đôi khi tình cờ nghe đâu đó âm hưởng giọng nói miền quê mình mà bỗng ấm cả lòng. Tôi cũng là một người con xa xứ, nhưng có lần tôi lại chia sẻ nỗi niềm với một người không phải cùng quê. Tôi gặp và nói chuyện với cụ ngay trên đường phố đông người. Quê bà cụ ở khúc ruột miền Trung, nơi người ta ví đất ở đó là gà ăn muối. Cụ theo con gái đến đất này, rồi ngày ngày với hai túi bánh tráng nướng trên vai độc hành, đung đưa khắp phố phường. Bánh tráng thì nhẹ, nhưng chiếc đòn lại oằn đi vì tuổi tác. Cụ nói cụ thương quê lắm, nhớ quê lắm, nhưng cứ ráng làm việc, khi nào đi không nổi nữa thì về quê ăn muối với gà. Giờ cụ còn sức khỏe đi bán là niềm vui, và cũng là để phụ thêm cho hai cháu đang theo học ở hai trường đại học trong thành phố. Cụ kỳ vọng thế hệ mới sẽ thành công hơn, sau này thành tài, sẽ về thay đổi diện mạo vùng quê nghèo.
chưa một lần đến đó. Và một vài địa danh mà tôi biết về quê cụ chỉ là nhờ tôi đọc trên sách báo. Nghe tôi hỏi chuyện mà cụ xuýt xoa và hạnh phúc vì tự dưng giữa thành phố có người rạc Nam Bộ lại biết rõ quê mình. Trò chuyện với cụ, tôi còn biết thêm miền đất ấy dù thiên nhiên không ưu đãi nhưng tấm lòng người quê thật màu mỡ lạc quan. Lòng người quê cụ rộng mở như tấm bánh tráng, luôn phơi bày mọi thứ và chẳng có e ngại điều chi mà che giấu. Và tôi không biết và cũng không dám hỏi là các cháu của cụ đang đi học ở trường đại học ấy có biết và thấu hiểu được tấm lòng và kỳ vọng của các cụ vào thế hệ trẻ hay không. Niềm hạnh phúc của cụ có lẽ cũng chính là nỗi niềm chung của nhiều người xa xứ. Bởi trên chặng đường ngày nay rong ruổi, mấy khi có dịp bày tỏ chút lòng, chút hoài niệm về quê mình bằng cảm thức của thời gian.